Hả? Xin chào các bạn, hôm nay mình đi Bến Tre, đang đi trên cao tốc Trung Lương hả các bạn. Hiện tại là kẹt xe nãy giờ chắc cũng khoảng hơn cây số rồi mà chưa có ra được. Khoảng hình như 40 phút rồi hả các bạn. Nghe nói là có đụng xe liên hoàn 8 chiếc trên này, tí xíu mình đi ngang quay cho các bạn xem ha. Mình quay thấy đấy, tới lăng mày. Ở phía trước hả các bạn, 8 chiếc rồi, không biết người ta giải quyết xong chưa ha. Tao thấy mấy cái máy nó báo về tổng đài, nó nói nãy là nó lâu quá rồi. Xe người ta đi, nó xe người ta đi báo, mày báo được không? Không, tại mình không có gọi tổng đài, mình không có. Đó, là đó, hồi trước có người rồi đó. Xe khách đồ nó bị á. Xe khách là cái cuối cùng chứ. Xe du lịch chứ mà xe khách. Đó, còn bây giờ. Còn bây giờ sáng tới hiện trường. Chết mẹ, mình đang đi làng nó luôn. Đi ghê. Đi làng nó mới chết mẹ mình đó. Nãy mới đi làng giữa được. Nè, đi làng nó, đi dính làng nó. Xin nhan qua. Không có được, tắt không được, nó đuôi tắt không nổi, chết mẹ. Vậy nó mới kẹt cái, chứ còn tụi nó nhường nhường nhau thì đi đâu kẹt. Dính lần mình là chết. Dạ đó, còn có làng một à. Ừ, còn lần mới lâu. Nguyên nhân nãy chạy được, nhưng mà chạy có lần thì nó mới lâu vậy đó. Ba lần là chạy lần. Cái thằng dở này nó đâu có cho mình nó qua không vô, không, nó nhường cho mình qua ba. Cái không được, phải chết mình nè. Mình nguyên nhân để mình qua lần ha, lần cái nè. Mẹ có lần mình cho thằng nào cũng muốn đi hết, đâu thằng nào nhường nào đó. Né cho này đây được. Không có, mình qua làn kế thôi chứ không có qua bên kia được à. Bên kia là sát đuôi rồi. Khi nào tới đó mới biết. Nó bò rồi, đó, là mình đi sau sau cái xe. Đúng mà làn bên kia chạy hay được. Kia nè. Phân luồng chỗ này đó, thằng này nó áp sát vô luôn mà thằng đó nó không nhường nữa. Không nhường đâu, dễ gì nó không có nhường đó. Cho nên ở đây là nó bò là cắt nhau có nhiêu có mét à. Nó bò đó. Du lịch em cho qua đi. Bốn chỗ này cho nó đi tới đi con. Lần bên kia chạy tốt tốt, một lần mình là chính à. Bọn mất trợ ông nậu này nữa. Ừ, nhiều đứa đứng lại coi nữa chứ. Đó, đó mình được rồi mày. Tới mày. Đó, du lịch nó nhiều trắng luôn, nó lần là bốn chỗ nó nhiều luôn á con. Má, rồi, quá luôn. Ok. Chỗ này nè. Nay du lịch ở Trung Lương hay gì đó, giờ nó quá chạy ở đụ mẹ của mình. Còn bó tay luôn. Có gì bên hai ba luồng mất hết luồng mà nó bị vậy. Đây nè các bạn, xe bị ấy nè, tông nè. Liên hoàn. Rồi hai bên gọi là gì ta? Hai bên hành khách xuống quýnh lộn thôi, thằng nào thắng. Nè, nè, để nó đụng kìa. Còn dính á. Nè, thêm hai thằng ở trên này nữa nè. Ừ. Gì vậy trời. Đâu. Ừ, lúng đít á. Ủa, hàng du lịch này giống nãy đua chứ dưới lên này quá. 51B nè. Thì nãy đi. Phải không? Phải đòn cái đòn đó đó hả? Đi đòn nãy. Phải đòn nó không? Tăng xích, tăng xét thì nãy nè. Đòn nãy luôn nè. Ui trời. Chạy cho cố xét mình tặc. Phải đòn nó không? Đòn nó. Đòn mẹ. Quên chốt mẹ của nó đó. Mà cho chết bà. Đó, còn ba bốn chiếc hot ở trên kia kìa các bạn. Ừ. Không mà theo không có chắc hết. Nãy chạy đâu có nhìn lẹ. Nguyên tốt nữa đó. À kìa, ghê các bạn. Ủa đâu có tới 8 chiếc đâu mà sao tới 8 chiếc ta. Còn... nhiều quá chứ. Dạ mấy anh tài xế thì báo lộn. Nãy nó đẩy đi tùm lum với mày. Mày thấy đẩy đi. Hai chiếc xe khách, ba chiếc xe. Rồi thêm mấy chiếc 7 chỗ trước nữa. Đâu tới 8 chiếc đâu. Ồ, giờ chạy đã. Nãy biết sao 3 luồng mà mất hết 2 luồng phải không? Mất hết luồng rồi. Mất hết làng rử rồi. Tới đó tớp rồi còn có làng một. Tớp là thành ra nó chậm vậy á. Mất thì nhạc cho nó thiệt.